À, xin chào mọi người. Đây là cái cúc bi nở hoa ngày thứ 15 mà vẫn còn đẹp ha. Đây, trong thời gian chơi thì tứ phân ha. À, lá ra bự ra, đọt ra ửng đỏ luôn. À, rất là thơm ha. Cái này thì mình không có để không có xịt thuốc sâu á, nó bị ăn nó mà rụng mấy cái nụ xanh xanh này nè. Đó, mấy nụ xanh xanh này chúng ta tách ra, đây nó có con sâu nằm trong á. Này, nói chung là hôm nay cũng không có xịt thuốc sâu quá. À, bị như thế này nè, nó rụng cái nụ xanh thế này á. Đây, chúng ta tách ra nè, nó có con sâu nằm trong á, là cái con bướm á. Con bướm ban đêm nó chích vào đó, nó đẻ trứng trong đây ha. Nó đang cái nhị bên trong nó rụng cái nụ luôn ha. Đó, khi chúng ta không để ý á. À, cũng rất quan trọng á, khi mà chúng ta lặt lá lúc mà nó chuẩn bị bung chân xanh này chúng ta xịt sâu á, xịt khoảng 5-6 ngày thì xịt lần á để ngừa con bướm á. Sau thì chúng ta chỉ cần xài mấy loại sinh học rồi ha, mấy loại nhẹ nhẹ được rồi, cho con bướm nó đừng có đậu vô á, rồi cho nó đẻ, nó chích hút, nó đẻ trứng vô trong đó là nó hư nụ hết rồi, rụng hết trơn á. Cúc bi nè 15 ngày á, chúng ta chăm sóc cho đã đời á, tới Tết là không ngừa sâu á, đó là nó ăn hư trần, nó chích á, nó không có ăn á, nó dùng con bướm nó chích vô trong á, nó chích vô cái nụ này nè, rồi nó đẻ trứng bên trong á, rồi nó lớn lên nó ăn hư bên trong á. Cái nụ nó chưa kịp nở ra là như cái này nè, nó bóp bóp về hoài nè, nó chưa kịp nở ra nữa là nó đã hư rồi, nguyên con sâu nằm bên trong nè, anh em thấy không? Trồng cây chuyện chơi mà nó nhiều chuyện phát sinh quá. Đấy, chơi thì cũng phải có am hiểu quá. Rất là đẹp ha, thơm thoảng thoảng à. 15 ngày rồi ha. Cái cúc bi nè. Hiện tại vẫn còn mùi thơm á, thơm thoảng 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 à. À, chơi chúng ta để lá thế này là cây không có bị suy á. Rồi để cứng cái cây lá này chúng ta đôn hoặc là hai cây á. Rồi, chúng ta không biết gì chúng ta để cứng hai cây. À, còn mình làm á, từ 1 tới 2 cây, cái cây lá này nó cứng nó già xanh đậm đi á. Đó, rồi chúng ta đôn vô trong, nó khỏe cây á. Lúc đó đôn chúng ta thay phân thay đất gì cũng được. À, còn anh em chưa biết thì anh em đợi ra cây thứ hai á, cho nó xanh đậm á, mà chúng ta đôn mà chúng ta thay phân ha. À, lúc đó nhựa cây nó dồi dào rồi. À, mình mấy anh mấy chú lúc trước mình xài cái hàng mà sinh học này nè, của nấm Meta, của Điền Trang này nè. Đó, nói chung thì tác dụng nó chậm á. Nấm Meta Trico 5B của Điền Trang thì nó có tác dụng mà nó chậm á. Đây thì mấy chú có xài rồi, mấy chú làm lúa mà làm bên cái dạng mà lúa xuất khẩu á, lúa sạch á. Đây thì mấy anh mấy chú chỉ cho cái này nha. Đó, thì mình cũng mua về được một bộ á nè. Đó, cái này là của Việt Nam mình ha. Của cái này mình mua ở đại lý ở Bình Phước ha. À, cái này địa chỉ của mình ha. Đó. À, anh em nào gần tới giao lưu chơi á. Đó. À, cái của công ty Trương Hoàng Đông á. Đó, đây thì cái này là cái phần phân bón mà phân bón sinh học ha. Này thì mấy chú chỉ thì mình mới biết á. À, cái này là nói chung là nó là phân bón dạng phân bón lá sinh học á. À, nhưng mà nó trong đây nó có cái đây, trong đây thì nó có cái có chiết xuất của cái gì nè, cái tinh dầu á, nó xua đuổi côn trùng á. Cái này thì pha được 2.000 lít nước á. 20 bình, 2 chai lít nước khoảng 10 phi á. Chung cái này xài rất là lâu á. Này giá mua 300 ngàn nè. Tính ra 2.000 lít thì nó đâu đó 100 bình á. 100 bình thì bình có 3.000, rẻ. Đấy, mấy chú mà xài bên
nằm lúa xuất khẩu á, lúa sạch á. Đây mấy chú chỉ cái này á. Thì mình cũng lên mình tìm hiểu á. Đây mấy anh ở Bình Lợi mấy anh cũng xài này á. Cái này là phân bón lá á. Mấy chú mà trồng lúa xong rồi mấy chú nó xịt một cái loại này nè là khỏi xịt sâu xịt bệnh luôn á. Nói chung cây nó mạnh thì nó ngừa luôn đó. Cái này thì mấy anh mấy người làm ta đi trước ta chỉ mình á, mình giờ mình học theo á. Nó cũng nhiều quá, giờ phân thuốc giờ nó cũng đủ thứ hết trơn à. Coi cái người nào làm hiệu quả chúng ta bắt chước theo á. Cái này thì không có độc á. Cái loại mà rài sành cho rau, cho rau nè, cây lúa và hoa màu á. Đó, thì xịt vô là người ta ăn được liền á, không có thời gian cách ly. Còn cái này thì dùng mà cho cây ăn trái á. Này là phân bón đa lượng vi lượng sinh học gì nè, dùng cho cây ăn trái á. Đó, đâm trái thì trong đây nó có cái phần mà nano trong đây, nano đồng gì trong đây nè. Đó, này thì mình mới xài cái này thôi ha. Đó, mới xài cái này, nước đen thui thùi lùi mà nó có tinh dầu xả ha. Đó, nó thơm xả lắm. Đó, thì mình cũng áp dụng thử á. Mấy anh chú chỉ thì người ta làm lúa xuất khẩu á. Đấy, xuất khẩu thì người ta làm hiệu quả thì chúng ta đem người ta bắt chước á. À, còn của Điền Trang thì người ta làm rau mà rau sạch á. Đây, cái nào cũng hay cả. À, của Điền Trang thì người ta bán cho nông trại Đà Lạt rồi quá, trồng ba cái rau sạch đâu đó. Đây. Đây, này mình xài nói chung là cũng chia ra xài á. Đây, cái chỗ nào mình xài sinh học thì xài sinh học á, chỗ nào thì xài ba cái thằng mới này thì xài mới, chỗ nào xài hóa học thì xài hóa học á. Để coi tác dụng như thế nào rồi sau này biết cách làm á. Như ở xa nhà thì mình xài hóa học á. Đó. Còn ở gần nhà mình thử nghiệm á, thử nghiệm xài sinh học cũng đạt hiệu quả thì mình nhân rộng ra ha. Đây, cúc bi rất đẹp á. Này là còn những tháng mấy nữa là Tết rồi ha. Tháng mấy là ngày lặt lá rồi. Là hiện tại thì chúng ta cái hàng mà canxi bo á, canxi bo thì chúng ta có phun là phun vào giờ này á, chứ mà tới ngày lạc lá phun không có kịp á. Thằng mà siêu bo, canxi bo để nó chống rụng á, nhưng mà cây chúng ta lá nó phải già nụ mới chắc, phải chắc á, chứ lá mà còn xanh đen thì nó cũng không có tác dụng gì đâu ha. Lá nó phải già, nụ nó phải chắc như thế này á. Anh em xem cái tháng vừa rồi mai ai cũng bị nở đó nè, mà nở không bao giờ nó hết á. Nói chung nở thì giỏi lắm 50% thôi á, giờ nó cũng lên đầy lại hết trơn à. Không có lo. Đây là cây đa phúc nè, mới ghép con năm nè. Chỗ cây tứ quý nè, nụ hết hồn chưa. Mấy cái này thì mình xài sinh học á, xài của Meta, của Điền Trang á. Đó, thì nó không có con sâu nào hết trơn. Nói chung mà mình xài này thì thấy sâu nó đóng kén không à. Sâu lớn sâu nhỏ thì đóng kén hết trơn à. Nó như nó ăn không có được á. Ăn không được nó đóng kén là nó chết luôn à. Chứ nó không có thành bướm được á. Đó, đi lâu đi dài thì xài cái thằng mà nấm Meta ha. Cái nấm nó thấm vô, nó tiếp xúc vô cái con sâu á. Con sâu nó không có ăn được. Đó, thì nó đóng kén lại rồi nó chết luôn. Đó, cây đa phúc nè, anh em thấy không, nở chứ không bao giờ hết á. Nụ thế nó chắc á, lá nó phải ngà ngà thế này hả, chứ mà nó còn xanh đen mà nụ nhỏ xíu thì lặt ra thì nó dễ rụng á. Này Phú Tân nè, lá bắt đầu ngã vàng đã. Phú Tân lên nụ thấy mê ly không. Mê à. Vô cây tứ quý nè, anh em thấy không? Đó. Phú Tân vô cây tứ quý nụ hết hồn luôn á. Đây, còn đây cây Thủ Đức á, Thủ Đức gốc tứ quý nè.
cây này hổng mình cắt bo cho mấy anh á. Nói chung là cái cây này dạng thu đức đời xưa á, lấy bo của thu đức đời xưa ghép vô cho nó nè, nó lẻ lớn dữ lắm, nụ ra tới mấy đầu cành luôn ha. Mày thì mới ghép được con năm á, năm nay thì nói chung cũng tạm tạm thôi chứ cũng không có đạt lắm, mấy con năm à. À, cây này thì mình mua của vườn của anh Duy á, đó, mua lúc đó mới ghép à, giờ nuôi ha. Cây thủ đức mà ghép vào cây tứ quý thì chơi hoài á, chơi nó bền lắm, nụ nó phải già nó cứng á. Phân thì hiện tại mình đang xài 15-20 á, nó liều lượng là 2 muỗng canh pha thùng B 20 lít và tưới 2 tuần lần á. À, chúng ta cưng hơn thì chúng ta tưới 1 tuần 1 lần, chia lượng ở phân nửa, đó là cái liều lượng mình chia của bằng nửa lượng của mấy chú mà nuôi bán tết á. Chú bán tết nhiều khi có mấy chú nuôi 1 tuần 10 ngày tưới 1 lần đó, còn mình 2 tuần á, chúng ta tưới 1 lần là một cái phi 200 lít á, là khoảng 1 ký phân á. Chúng ta cứ canh theo phân nửa của người ta thôi, hoặc là 1/4 người ta ha, vậy nuôi gì nó bền á. Ok nha. À, tháng này lạnh á, lạnh với cây nó khô dữ lắm, khô á, coi coi để ý á, nhiều khi nó khô lá, nó rụng lá đổ sớm luôn á, tới không xiết à. À, đây là những cây bình định á, nụ hết hồn chưa, cây bình định á. Đây chút mình cho mọi người xem lại cái vườn bình định mà có rước của ông chú á. Đây hôm trước ông thấy mình mua mấy cái này nè, đây giờ ông đem gì ông mua xe tải á, ông mua đâu đó mấy trăm cây của bình định á, giữ lại nay rất là tốt á. Mai bình định thì về miền Nam nuôi vẫn tốt á. Ưu điểm mai bình định là người ta trồng từ nhỏ, gốc rễ nó đẹp lắm đó. Còn bông thì nói chung mỗi cây bông kiểu á, nó không có cây nào giống cây nào, ta ương hộp lên mà. Có mấy cây bông đẹp lắm á, như mấy cây này nè, mình lựa toàn bông đẹp không á. Kỳ ở Trà Vĩnh Long 400 cây mà mình lựa được có 8 cây thôi ha. Cây này hổm nó trổ muốn hết luôn rồi nè. Vậy mà nay cũng còn nữa ha, không bao giờ hết á. Nhưng còn nụ rất là nhiều đúng không nè. Chúng ta nuôi nụ này chắc á, một nụ để ra 4-5 bông thì cũng đặt lừ nữa. Cây này hổm mình hai tổ mình tưởng hết không á, vẫn còn rất là nhiều á. Đây mọi người xem cái cây mai giả mình mua, cái nút nó như đại lộc vậy, một cái chùm đẻ ra 13-14 bông không á. Con bông nở nè, nhìn cũng được ha, tròn tròn. Dẻo chùm á, nút nó ra như đại lộc vậy, nút xanh đó nè, nó bự chán ha, nút nó bự. Bông thì bông dảo thôi, bình thường thôi. Cánh tròn tròn á, tròn khít. Nút hết hồn nút cái nút á. Cây này cây cúc mâm như gần như mâm sâu vậy nè. Mai bình định á. Còn đây cây quả cầu nè, nụ quá lên nè, rất là nhiều quá, nó ra chùm chùm như quả cầu vậy này. Nụ ra tới đầu cành luôn ha. Mai bình định thì nuôi vẫn sống á, do cách của chúng ta làm thôi. Nụ nụ quá, gốc mà nở lên luôn ha. Là những dạng thu đức già, thu đức già mùa, nút nó lớn là anh thấy rõ luôn.
nút như thế này thì lặt ra là rụng á. Phải tơi cho nó dài cử phân đó, cho nó ngà lá nó xấu lại thì mới đạt ha. Thu đức già dạ. Cây cúc bi này lên nụ nè, khủng khiếp thiệt chứ, hở má trổ dữ lắm trổ ha, thấy vàng cây hết trơn à. Bữa nay nè em lại để ý nụ nè, cúc bi lên nụ thấy ghê hồn không. Cái này là trong thời gian mà tháng 5, tháng 6, tháng 7 tưới siêu lân á là nó ra đọt nè ha, thấy ghê không anh em thấy không đó. Làm nụ á, nóng lạnh luôn ha. Tháng 6, tháng 7 mà người ta tưới siêu lân á, nó ra nè, nó tạo nụ nè. Nùi 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 luôn á. Cúc bi này nè, chuẩn bị nuôi trong mùa sau nữa. Nè, cây siêu bông nè. Lấy bo ghép á, bữa nay này nó nó ra đọt ha, lá thon thon dài dài giống như lá vỏ bánh tre vậy ha. Hôm nay cũng tháng mấy rồi, anh em hỏi mua giống rất là nhiều quá, mà chưa có cây bán, này, mới ghép ra này thì làm sao mà có cây già để mà bán? Gốc tứ quý à. Đây, cây này thì cũng ghép 3-4 năm rồi á, 3-4 năm rồi. Anh em nào cây này mình mua là lấy giống á, anh em nào thích thì mình chia lại luôn á. Cây này thì mình đó mình mua nhiêu giờ là mình chia lại nhiêu thôi ha. Tính ra không có lời lỗ tiền xe ha. Được cái là nhân giống ha. Chứ giờ chúng ta mua cái phôi vậy á, cái phôi tứ quý này người ta mua vậy, người ta làm 3-4 năm sau chưa chắc được như vậy á. Khi mua phô nó chết luôn là không có được gì luôn á. Làm 3-4 năm sau mới được vậy. Giờ chúng ta làm kiếm tiền á, đây chúng ta đem về chúng ta chơi liền á, khỏi làm đó. Khỏi mất mấy năm á. Đây, cái này cái cúc nhị đỏ vậy nè. Cúc nhị đỏ, cúc lá gai, cúc lá bông vip, cúc hoàng đế vậy nè. Đó. Cây này á. Này cái gốc mai vàng gấp này năm nay là năm thứ 2 á, mà đúng ra chừng cỡ năm rưỡi á. Cái hoành đây là được là 26 á. 26. Cái gốc bự dưới đây đã được là 40 á. Cái cũ dưới đây nè, 40. Bay là 2 m. Cao là 1 m, ngang là 1 m 2, đang nằm chậu 6 tấc rưỡi, trước nó bị chảy nè, mình đục lại hết, xử lý hết rồi ha, không có bị chảy nữa. Quái dặn, đây là phôi công nghiệp á, người ta trồng mà cũng đẹp á. Quái giống mà lẻ lớn á, mạnh dữ lắm. Hồi năm rồi mình thấy cái phôi này nó suy, nó muốn chết luôn á. Ghép cây này vô kéo nhựa lên mạnh á. Cái này thì đặc điểm nó hoa thì nó bự hơn bông giáo á, nó bự dữ lắm, nó bự cũng ngang ngang với bông giáo á, thì cái độ tươi thì nó cũng ngang ngang với bông giáo á, thì bông bự mà là điểm của bông giáo nhiều hơn á, mà số lượng cánh nó nhiều á. Giống à, một cái giống mà nó có tới 4 tên rồi nha. Giống đẹp á, giống đẹp mạnh. Mấy cái phôi đây là họ Hương ghép được 5 nè, nút no nưỡng hết trơn à,
không có sợ nở á. Đây, nói chung là tháng này trời lạnh này không có sợ nở nữa. Phôi, nói chung là lấy cái phôi này chúng ta ghép đầu 3 4 năm sau mới có được cây chơi á. Bây giờ chúng ta làm kiếm tiền rồi. Đấy, ta mua cây người ta làm sẵn á, về chơi luôn á, khỏi mất công chờ nữa. Mày xoắn à. Này đã ghép được 2 năm á. Một bo một à. Rồi, kết video thì mời anh em xem lại những cây Bình Định đó. Mình có tới vườn của ông chú ông nuôi á. Đó, mà Bình Định thì nuôi ở miền Nam vẫn sống á. Vẫn sống vẫn tốt á. Thank you.